là các bạn đã quay trở lại với kênh của mình trong ngày hôm nay nha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một chữ cái mới, đó là chữ cái tờ. Các bạn cùng nhìn lên bảng nào. Chữ cái tờ có 3 cách viết. Cách viết chữ cái tờ in hoa, chữ cái tờ in thường và chữ cái tờ viết thường. 3 cách viết này tùy khác nhau nhưng đều được phát âm là tờ. Rồi, các bạn cùng nhau nhìn khẩu hình miệng của mình để cùng phát âm thật chuẩn chữ cái nha. Tờ. 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 Chính xác rồi, rất giỏi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một bài đồng dao rất là dài luôn. Bài đồng dao này có 8 câu liền. Các bạn cùng nhau nghe mình đọc nha. Một tay đẹp, hai tay đẹp, ba tay đẹp, tay dệt vải, tay vãi rau, tay buông câu, tay chặt củi, tay đắp núi, tay đào sông. Bài đồng dao rất là hay và dễ thương đúng không nào? Có cả một hình vẽ minh họa nữa. À, bài đồng dao nói về gì? Nói về đôi bàn tay của chúng ta đúng không? Đôi bàn tay này có thể làm được tất cả và làm được rất là nhiều việc đúng không nào? Cụ thể là việc gì nhỉ các bạn ơi? À đúng rồi, dệt vải này, vãi rau này, buông câu, chặt củi, đắp núi, đắp sông đúng không nào? Và bài học ngày hôm nay chúng ta yêu cầu là tìm vào cái chân chữ cái tờ có trong bài đồng dao này, cũng như trong cụm từ thợ may. Tô màu cho chữ cái tờ rỗng và tô màu cho bức tranh này nữa. Chúng ta cùng nhau thực hiện nhiệm vụ nha. Đầu tiên là chúng ta sẽ cùng nhau tìm chữ cái tờ trong bài đồng dao. Với bài đồng dao này chúng ta sẽ đi cùng từng câu một để chúng ta cùng nhau tìm nha. Một tay đẹp. Có chữ tờ không các bạn? À có đúng không nhỉ? Chữ tờ ở trong tứ tay. Ai ai tờ ai tay đúng không nào? Thôi câu 2, câu 3 cũng có từ từ tay. À đây rồi, mình nhìn thấy những cái từ tay đều có chữ tờ hết và chỉ có cái từ tay thôi đúng không nào? Vậy thì chúng ta sẽ cùng gạch chân chữ tờ nha. Này các bạn đã cái chân xong chưa? Chúng ta cùng đếm không có bao nhiêu chữ tờ nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9. Tất cả có 9 chữ tờ đúng không nào? Rất giỏi. Tiếp theo là đến cái cụm từ thợ may ở phía dưới. Các bạn tìm cho mình chữ tờ nào. À đúng rồi, chữ tờ ở trong từ thợ đúng không nào? Chính xác luôn. Các bạn đã tìm được chưa? Và hôm nay chúng ta sẽ dừng lại ở đây nha. Còn phần tô màu này chúng mình sẽ dành cho tiết học ngày mai. Hy vọng là các bạn sẽ thích bài học này và để lại bình luận ở phía dưới giúp mình nha. Đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh của mình. Bye bye.